Lô, xin chào các bạn. Một góc quay mới và nói chuyện về một mùi hương mới được ra mắt năm 2021 của nhà Hermes, đó chính là H24. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những câu chuyện bên lề và cảm nhận của mình về mùi hương này. Bắt đầu nhá. H24 là một sản phẩm sau tận 15 năm từ khi Trader Hermes được ra mắt gắn cái mác là nước hoa cho nam. Có nghĩa rằng là sau Trader Hermes thì chúng ta có rất là nhiều flanker của Trader, nhưng chúng ta không hề có một sản phẩm mới nào của nhà Hermes là gắn cái mác cho nam cả. Và đến tận bây giờ năm 2021 thì H24 mới được ra mắt. Và perfumer đứng sau mùi hương này đó chính là Christine Nagel. Bà là một người mà mình rất là hâm mộ, có rất là nhiều những cái sản phẩm có những cái mùi hương rất đặc biệt. Thí dụ như là Gusset Chisor của nhà Jo Malone này, rồi na hồng này, na đen thì cũng mình ngửi thì do là Francis Cousin làm, nhưng mà mình có cảm giác là vẫn có cái hơi thở của bà Nagel trong này. Những cái mùi hương về sau này thì ở trong bộ Anjadin có con Lagun, cũng là một trong những mùi mà bà làm. Và H24 này khi mà được ra mắt ấy, thực sự nó được giới nước hoa cũng như là fan của nhà Hermes này rất là trông chờ. Và đây chúng ta có một cái thiết kế, đó là trông những cái hình thoi, đây đúng chính xác là hình thoi, trông rất là đẹp. Và thiết kế này rất là tối giản, không quá màu mè, chúng ta chỉ có một cái chữ H24 và biểu tượng của nhà Hermes ở trên cái phần nắp chai thôi. Về cái phần thiết kế này thì mình thấy rằng là đây là một thiết kế khá là hay ho, nhìn đẹp, tối giản và rất là hiện đại. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần mùi hương để tí nữa chúng ta nói những câu chuyện xung quanh về cái mùi hương của H24 này. Thì mùi hương này ấy, khi các bạn vừa mới xịt ra ấy, thì các bạn nhận thấy một cái mùi thơm, nó có một chút ngọt, nó có một chút xanh, một chút hơi đắng nhẹ. Thì lúc đầu ấy mình cũng chưa hề xem cái nốt hương, nhưng mà mình có hình dung tới một cái hình ảnh, đó là một cái mùi trái cây, mình nghĩ là mùi bưởi, hơi một chút kiểu bưởi, cảm giác bưởi chấm muối. Xong một cái hình ảnh tiếp theo đó là một cái chiếc bàn là, những chiếc bàn là sắt nhá, không phải là những chiếc cái bàn là hơi mà kiểu là bằng hơi nước nhá, mà những chiếc bàn là có đế bằng sắt. Những bạn nào bé thì các bạn sẽ biết rằng là ngày xưa các cụ hay dùng cái bàn là sắt ấy. Thì cái bàn là sắt này thì khi mà nó được bật lên thì cái đế nó được rất là nóng, và các bạn cầm cái đế đó các bạn là vào những cái bộ vest hay là những cái đồ kaki đang bị ẩm nước vậy. Và cái hình ảnh mà cái top note mà mình xịt ra ấy, thì ngoài cái cảm giác giống cái mùi bưởi kiểu chấm tí muối, nó thứ hơi hơi cay nhẹ này, hơi xanh này và hơi kiểu đắng đắng nhẹ, thì ở phía sau nó sẽ có cái mùi hơi kiểu kim loại đó. Và sau khoảng tầm 15 phút thì cái nét kim loại lên rất là rõ. Lúc này thì nó như kiểu là bạn đang cầm cái bàn là đấy, bạn là vào kiểu một vài cái múi bưởi ấy, và cái tép bưởi nó sẽ vỡ ra và nó sẽ bay hơi lên. Và nếu như mà để dễ dàng hình dung cái mùi hương này ấy, thì các bạn, ông nào mà hay hút thuốc thì ông ấy chỉ cần là lấy cái bật lửa rồi lấy một cái đũa nhôm, các bạn chấm tí nước xong rồi các bạn hơ lên, thì cái mùi mà nó bốc lên ấy thì nó sẽ là cái mùi bay hơi của cái đũa nhôm cùng với cái nước ở trên đấy, thì các bạn ngửi nó sẽ rất là giống. Và đúng đấy, đúng là cái nét kim loại ở trong con H24 này. Em này thì sau khoảng tầm 4 tiếng, chính xác tầm 4 tiếng hơn một xíu, thì các bạn nhận thấy một cái mùi nó có phần hơi khoáng, hơi gỗ, hơi gỗ, nó hơi khô khô một tí. Mùi hương này thì mình thấy là nó khá là giống với cái mùi Ambosan. Mình xem nốt hương thì nó không có, nhưng mà tại vì mình được ngửi cái Ambosan riêng lẻ ở trong cái bộ của nhà, của cái chị Lan Thể, đó là bộ Olfactorium, là ngửi những cái mùi hương đơn lẻ. Cái mùi của Ambosan ấy sau khoảng tầm 10 đến 15 phút ở trên da thì nó khá là giống mùi của H24 sau khi mà dry down. Và cái nét này nó xuất hiện và tồn tại rất bền bỉ ở trên da. Phải nói rằng là đây là một chai nước hoa có độ lưu mùi cực kỳ tốt. Mình nhớ rằng là mình đã xịt mùi hương này khoảng tầm từ 6 rưỡi sáng cho đến 5 đến 6 giờ tối, mình vẫn ngửi thấy nó ở trên da và ngửi thấy một cách rõ rệt, chứ không hề kiểu mỏng đâu. Và cái độ tỏa hương thì nó không phải là một cái mùi tỏa quá là tốt. Ngay khi em này xịt ra ấy, thì sau khoảng tầm 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi thì mùi hương nó đã khá là kiểu mỏng, nó như kiểu một lớp skin sen ở trên da, nhưng mà nó lưu rất tốt ở trên da mình. Và cái độ tỏa hương thì mình thấy rằng là nó khá là hợp lý, tại vì em này thì được đánh giá đây là một chai nước hoa sử dụng vào mùa hè.
Tiếp tới chúng ta nói về phần phong cách cũng như là về cái thời điểm khuyên dùng của mùi hương này. Thì như lúc nãy mình nói, đó là em này sử dụng vào mùa hè. Vâng, chính xác là vào mùa hè. Mình có xịt mùi hương này vào một ngày trời 35 độ và mình cảm thấy là nó vẫn rất là ok. Nó không phải là một cái mùi quá là nồng, mặc dù những cái nốt hương của họ đều đến từ những nốt hương nhân tạo. Và cái nét metallic thì nhiều khi ở trong nhiều chai nước hoa các bạn sẽ ngửi thấy nó nồng, nó khó chịu. Nhưng mà ở H24 thì nó lại rất là vừa phải. Và cái mùi hương này ấy, mình nghĩ rằng là tầm 35 độ, thậm chí 37 độ quay đầu thì bạn vẫn có thể sử dụng được H24. Và đây cũng là một chai nước hoa đảm bảo được cái yếu tố là lưu mùi tốt. Tiếp tới thì về cái phong cách thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mùi rất là hiện đại. Hiện đại là một này, sạch sẽ và nó có một cái nét gì đó, cảm giác nó hơi hào nhoáng. Cảm giác kiểu metallic thì ngửi nó hơi hào nhoáng và mùi hương này nó cũng rất là nam tính. Nó không phải là một cái mùi mà nữ có thể dễ dàng khoác lên người được. Nhưng mà đây là một cái mùi mà mình nghĩ là nếu như bạn chỉ đơn giản là một bạn nam, bạn thích một cái phong cách nó sạch sẽ, hiện đại và rất là nam tính thì H24 làm tốt điều đó. Cũng nói luôn với các bạn, H24 không phải là một cái mùi để có thể gọi là gây ấn tượng được với người khác. Nó không phải là những cái mùi mà người ta hay dùng những cái từ bad boy, mà em này chỉ đơn giản là chúng ta sẽ đặc biệt hơn những cái người có những mùi hương sạch sẽ ở ngoài kia. Và em này mình nghĩ rằng là sử dụng trong môi trường văn phòng cũng khá là ok, kể cả các bạn đi làm ở ngoài trời cũng được. Thì H24 mình thấy rằng là khá là đa dụng cho mùa hè. Và bây giờ chúng ta nói qua một vài câu chuyện xung quanh H24. Mình có đọc được qua những cái nguồn khác nhau ở trên internet. Thì perfumer của mùi hương như vậy mình có nói, đó là Christine Nigo. Bà này thì được là một trong những perfumer nội bộ của Hermès. Và bà ấy, trước đây bà ấy được mong chờ rằng người có thể thay thế Elena. Và nói qua một chút về Nigo thì trước đó bà có khá là nhiều những sản phẩm đình đám ở Việt Nam. Chúng ta sẽ nghe qua đó là Jo Malone Woodset & Seashore này. Chúng ta có Na Hồng, một cái mùi mà gọi là các chị em ngành rất là thích xịt đấy. Trước đây thì mình có thử qua những cái sản phẩm của bà ấy, thí dụ như kiểu là Hermès Anjadin, trong cái tên là Lagoon, cái chai màu nâu nâu trong bộ Hermès kia. Mùi hương nữa đó là con Hermès Gadot và con Hermès có cái tông mùi Rubat, mình không nhớ tên lắm, mình sẽ để hình ở đây, cái chai màu đỏ đấy. Thì đấy là những cái mùi hương mà mình được thử của bà này. Thì bà này bà ấy có một quan điểm khá là khác so với Elena. Thì ông Elena, ông ấy chỉ truyền nghề cho con của ông ấy thôi, và ông không truyền nghề cho người ở ngoài. Nên là khi mà bà Nigo này về, bà ấy có khá là nhiều áp lực. Và cái quan điểm của Elena đó là ông ấy đề cao cái sự cân bằng, là khi các bạn ngửi những cái mùi hương mà nó không bị gắn mác là cho nam hay cho nữ, thì những cái mùi hương unisex ấy, thì các bạn thấy là mùi hương nó làm không bị nghiêng nam quá, cũng không bị nghiêng nữ quá. Nhưng mà khi bà Nigo này về, bà làm một vài mùi hương thì nó bị phần một phần là kiểu những sản phẩm sẽ bị nghiêng nam hẳn, những sản phẩm bị nghiêng nữ hẳn. Thí dụ như là con Lagoon ở trong cái bộ Line Jardin của nhà Hermès này, thì các bạn sẽ ngửi những con khác, các bạn ngửi thấy là nó kiểu nam lẫn nữ đều xài được. Nhưng mà riêng con Lagoon đấy nó lên hoa quá nhiều, nó mang cái hơi hướng của nước hoa cho nữ. Nên là cái sản phẩm Lagoon này thì với những người mà hâm mộ Hermès thì người ta bảo là ngửi một phát các ông người ta sẽ biết ngay đó là sản phẩm của bà Nigo ấy làm. Nhưng mà với những fan của Nigo thì người ta lại đánh giá rất là cao, đây là một cái rất là cá tính. Tiếp tới thì một sản phẩm nữa của Hermès mà bà Nigo ấy làm đó là Terre de Vetiver, một cái tông mùi mà phải nói rằng là nó được thêm vetiver vào, thêm bưởi vào, nó rất là nam tính. Nó khác hoàn toàn cái phiên bản Terre, phiên bản EDT hay là kể cả Terre phiên bản nắp trắng, ngửi nó khác bọt hoàn toàn luôn. Và đấy là một cái mà mình thích ở những perfumer khi mà họ có những cái hướng làm mùi nó rất là đặc biệt. Và khi mà H24 ra mắt ấy thì rất là nhiều fan của Hermès rất là mong chờ rằng là đây sẽ là một cái mùi hương để có thể xoán ngôi được Terre de Hermès. Nhưng mà sau những cái tranh luận ở trên những cái forum của nước ngoài thì H24 không được đánh giá cao. Người ta nói rằng là H24 mới mở đầu nó vẫn giữ được cái DNA rất đặc trưng, đó là rất là
trung hòa giữa nam và nữ, không quá là khó chịu, không quá là mềm mại của nhà Hermes. Nhưng mà về sau thì mùi hương nó bị quá là mờ nhạt và rồi chết yểu ở trên da. Nó như kiểu là hụt hơi vậy. Và đây là không thể thay thế được DR Hermes. Nhưng mà với những fan của Nigel ấy thì người ta lại bảo rằng là mùi hương này nó là sự sáng tạo, nó là một sự hiện đại và nó là tương lai của nước hoa cho nam trong một vài năm tới. Nhưng đến bây giờ sau một năm ra mắt rồi thì sản phẩm H24 này có một cái doanh số nó khá là khiêm tốn. Mình không biết là sau cái đợt trao giải của TFF Hiệp hội Nước Hoa này thì cái H24 có được doanh số có được đẩy cao hay không. Nhưng mà trước đó thì theo như mình tìm hiểu thì nó vẫn khá là hạn chế. Còn với quan điểm của mình, có thể là hơi lẫn vào một chút là mình hâm mộ bà Nigel này. Mình thấy rằng là thứ nhất, thiết kế đây là một chai mà có thể refill được. Nó đã hướng tới cái sự hiện đại rồi mà có khá là nhiều những cái thương hiệu lớn hiện tại đang cố gắng làm theo kiểu như này. Refill là các bạn có thể mở nắp, các bạn có thể đổ nước hoa vào nhá. Nhiều người không biết là cứ tưởng chai này đóng chết. Thì người ta sẽ hướng tới cái việc là refill được để nó họ tiết kiệm những cái nguyên liệu cũng như là tránh ảnh hưởng đến môi trường. Tại bây giờ thì Dior Sauvage cũng đã cho refill vào được rồi. Và đây là một cái mà ra mắt từ năm ngoái thì cũng tới hướng đến sự hiện đại. Cái thứ hai đó là cái phần thiết kế trông rất là tối giản. Và nếu như bạn nào mà xem qua cái trailer giới thiệu về cái chai nước hoa này thì các bạn thấy là toàn bộ là cửa kính trông thành phố các thứ, bạn nhân vật nam ông ấy cũng kiểu trong một cái thành phố rất là tối giản và rất là nhiều cửa kính, rất là nhiều tường bê tông, cũng rất là hiện đại, rất là mới mẻ. Cái hiện đại tiếp theo đó là về nguyên liệu, đấy là nét metallic. Cái nét này thì chỉ có điều chế trong phòng thí nghiệm thôi, nguyên liệu nhân tạo hóa học. Nhiều ông bị chê là nguyên liệu hóa học phải thế nọ thế kia. Nhưng mà các bạn ạ, khi mà cái khoa học phát triển ấy thì cái việc sử dụng mùi hương, cái nào mà nó tốt cho cái môi trường, nó tiết kiệm được nguyên liệu, tiết kiệm được nguồn chi phí thì người ta sẽ hướng tới. Và không phải tự nhiên mà fan của Hermes, fan của Nigel lại nói rằng là đây là mùi hương của tương lai. Đó là khi mà có nhiều nguyên liệu được tìm ra bằng cái việc điều chế trong phòng thí nghiệm thì những chai nước hoa cũng sẽ được sử dụng nhiều nguyên liệu nhân tạo hơn. Và nguyên liệu nhân tạo ấy thì nó cũng sẽ tối giản được việc là ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng cũng như là tác động vào nhiều thiên nhiên. Nên mình nghĩ rằng là fan của Nigel và fan của Hermes không phải là tự nhiên mà người ta nói vậy đâu, nó cũng có lý do. Nhưng mà chỉ đơn giản là để thay đổi được cái thói quen của người dùng, cũng như là đặc biệt là ở cái thị trường Việt Nam khi mà người ta chưa thực sự quá là hiểu về nước hoa, phải đề cao nguyên liệu tự nhiên rồi chê nguyên liệu nhân tạo. Thì mình nghĩ rằng là những cái chai nước hoa kiểu như này nó cần nhiều thời gian, cũng như là cần nhiều những cái mùi hương, những cái thương hiệu khác làm sử dụng nguyên liệu nhân tạo cũng như là đánh giá cao những nguyên liệu nhân tạo hơn thì may ra mới có thể thay đổi được cái xu hướng thói quen của người dùng. Và tổng kết lại, đối với mình, H24 của Hermes hay là của Nigel, đây là một cái sự sáng tạo khá là mới mẻ. Có thể rằng là với những người chơi lâu thì cái nét metallic nó không phải là một cái nét quá là mới nữa. Nhưng mà ở một cái phân khúc designer cũng như là một cái sự quảng bá rộng rãi thì H24 sẽ mang được những cái nốt hương mới lạ đến cho những người dùng nước hoa phổ thông. Và cái điều này thì mình nghĩ là chắc là tầm vài năm nữa cũng như là cần nhiều YouTuber như mình giới thiệu ở thị trường Việt Nam thì các bạn mới có thể tiếp cận được. Mùi hương thì mình đánh giá rằng là có lẽ đây là một cái mùi hương nó chưa đủ đô. Chưa đủ đô ở đây có nghĩa là mở đầu thì rất là hào nhoáng, rất là lịch thiệp, rất là sang trọng. Nó có một cái nét gì đấy rất là kiểu sang của Hermes. Nhưng mà về sau thì có vẻ cái nét metallic cũng như là cái nét ambosan mà mình cảm nhận ra thì nó có vẻ chưa đủ. Nó kiểu thiếu đi cái sự nội lực, nó thiếu đi được cái sức mạnh. Mình không biết là sau này thì có thêm phiên bản flanker nào không. Cũng có thể là sẽ ra thêm flanker. Còn cái việc mà reform về mùi thì mình thấy rằng là MS hình như họ chưa có cái sự thay đổi reform về mùi nào. Một là kiểu ta sẽ cho kiểu bay màu khỏi danh sách luôn, chứ tao ít khi reform lắm. Thì MS này là như vậy. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi.
để nhận được nhiều video mới hơn, hay là có những cái câu chuyện nào xung quanh về H24 thì cũng chia sẻ phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.